tự thiết kế hình nền với Canva. Get go. Chào đón tất cả quý vị các bạn đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta có 7 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Hãy mở dùm tôi ô số 4 đi ạ. Ô số 7. Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Số vòng này nhân đôi. Với câu hỏi này, chúng ta có 7 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không? Có hay không? Sau vòng thi thứ hai, tổng số điểm như sau. Ngay sau đây chúng ta đến với
vòng thi cuối cùng, đừng có để vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm nhân vạn. Với câu hỏi này, chúng ta có 6 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Như vậy là sau vòng 3, tổng số điểm như sau. Vòng thi đặc biệt. Có thi đặc biệt là có 5 câu hỏi. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai.
và bạn đã trả lời. Câu thứ ba. Và bạn đã trả lời. Câu thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời.